Ly kỳ câu chuyện thực tế về ông Năm Chèo, nỗi khiếp sợ của người dân miền Tây được chính gia đình của người từng nuôi dưỡng kể lại. Khi nhắc đến ông Năm Chèo, có lẽ không người miền Tây nào không cảm thấy khiếp sợ về những câu chuyện nhuốm màu huyền bí xoay quanh ông. Vậy ông Năm Chèo là ai mà khiến mọi người kiêng dè đến vậy? Ông Năm Chèo là tên gọi của một con thủy quái có hình dạng cá sấu khổng lồ, được cho là luôn ẩn nấp dưới dòng sông Vàm Nao để rình rập ngư dân tàu thuyền qua lại. Câu chuyện chúng tôi sắp kể sau đây được chính bà Hồ Thị Cưng, hậu duệ của người được cho là đã nuôi con quái vật Năm Chèo hơn 100 năm về trước. Được biết bà Cưng là cháu ngoại đời thứ tư của ông Đình Tây, hay còn gọi là đạo sĩ Bùi Văn Tây, đệ tử thứ ba của Đức Phật Thầy Tây An. Theo bà Cưng, chuyện bắt đầu từ một lần ông Đình Tây đi hành thiện tới vùng láng thì thấy một căn chòi rách nát, có một người phụ nữ chuyển dạ sắp sanh nhưng trong nhà không có ai. Thấy hoàn cảnh đáng thương, ông Đình Tây xông xáo cùng mọi người làm vách che, lợp lại mái dột căn chòi. Vừa xong thì chồng người phụ nữ này cũng kịp về tới. Cảm kích sự giúp đỡ của mọi người, anh chồng khoe với ông Đình Tây hai giỏ cá vừa bắt được để lo cho vợ vừa cạn, rồi móc từ túi bên hông ra một con vật nhỏ. Đó là con sấu rất kỳ lạ, da nó trơn bóng chứ không sần sùi, chóp mũi có màu đỏ rực, đặc biệt có thêm bàn chân mọc ra từ một cái chân giống như là cái móng đeo. Ông Đình Tây thấy hình dạng con sấu kỳ lạ nên thích thú, thế vậy anh chồng liền tặng ông con sấu này. Ông Đình Tây sau đó đã về trình với Đức Phật Thầy những việc hành thiện và cho ngài xem con sấu lạ. Vừa thấy con cá sấu, Đức Phật Thầy giật mình, sau đó thở dài bảo ông Đình Tây không nên nuôi nó, bởi loài nghiệt súc này sẽ làm điều hại tới bá tánh. Nhưng ông Đình Tây thương xót không nỡ, sau đó lui về đình Thới Sơn, lén nuôi con cá sấu nhỏ ở gốc hồ sen trước sân đình. Thấy nó lớn nhanh, ông lấy dây cột chân nó lại. Càng lớn con cá sấu càng hung bạo, ông liền thay bằng sợi dây xích sắt để đảm bảo nó không thoát ra được. Thời gian êm ả trôi qua cho đến một đêm mưa to gió lớn, ông Đình Tây giật mình phát hiện con cá sấu đã bứt xích biến mất. Lần theo sợi dây xuống hồ, ông Đình Tây phát hiện một bàn chân cá sấu bỏ lại cùng với sợi xích. Hóa ra nó cắn bỏ một bàn chân để thoát thân. Ông Đình Tây vội vàng bẩm báo Đức Phật Thầy. Ngài điềm nhiên như đã tiên đoán được việc xảy ra và trao cho ông Đình Tây 5 món bảo bối, gồm 2 cây lao, 1 cây muôn cổ phụng, 1 lưỡi câu và 1 sợi dây thừng. Đồng thời ông Đình Tây còn được truyền khẩu quyết biệt truyền để thu phục con nghiệt súc. Tuy nhiên ông lại không thể nào tìm ra nơi ẩn nấp của nó. Một thời gian sau, trong vùng bất ngờ lan truyền tin dữ, có một con cá sấu mũi đỏ khổng lồ xuất hiện ở khu vực Láng Linh, nơi năm xưa ông Đình Tây được tặng con cá sấu nhỏ. Nó to như một chiếc ghe lớn, nổi lên tạo những cơn sóng lớn, nhấn chìm xuồng ghe của những người xuôi ngược trên sông. Có lúc nó lên bờ bắt heo gà, thậm chí là hại cả con người, gieo rắc biết bao nỗi kinh hoàng. Nghe tin, ông Đình Tây vội vã gặp Đức Phật Thầy xin thu phục con nghiệt súc. Nhưng khi ông vừa đến nơi, con cá sấu đã lặn mất. Cứ thế nhiều lần, hễ ông về thì sấu lại tiếp tục nổi lên quậy phá. Có người thấy nó nổi lên liền hét lớn tên ông Đình Tây, thì con cá sấu liền tháo chạy. Quá tức giận, một hôm ông Đình Tây quyết tâm ở lại chờ bắt cá sấu cho bằng được. Nhưng ngày qua ngày vẫn không thấy nó xuất hiện. Ông đứng giữa vùng láng hồ lớn, hỡi loài ngạc ngư, nếu thiên cơ được định, ngươi nên nằm yên sám hối tu hành, còn nếu số ngươi đã tận, thì mau nổi lên theo ta về. Sau lời tuyên bố đó, ông Đình Tây chờ đến 3 ngày, vẫn không thấy bóng dáng con sấu đâu. Nhưng mãi từ đó về sau, con cá sấu không xuất hiện quấy phá dân làng nữa. 58 năm sau, năm 1914, thì ông Đình Tây viên tịch, đến nay đã trải qua 96 lần lễ dỗ. Hiện nay, 5 món bảo bối thu phục ông Năm Chèo khi xưa vẫn được bà Cưng lộng vào cung kiến, thờ cúng trang nghiêm. Tuy sự việc đã xảy ra hơn 100 năm trước, nhưng người dân ở đây vẫn truyền tai nhau những câu chuyện đáng sợ về ông Năm Chèo. Rất nhiều người vẫn cho rằng
ông Năm Chèo đang ẩn mình trên sông Bàm Nao và mọi tai ương liên quan đến mạng người, tài sản trên khúc sông này thời gian qua đều do ông Năm Chèo gây ra. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tình Ba Phúc Bí Ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tình Ba Phúc chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.